Ví dụ, mời quý vị nhìn vào màn hình, quý vị sẽ thấy là cái bảng nó hiển thị như thế nào. Chúng ta cùng xem cái bảng số nguyên tố nào. Phòng máy nó ngủ rồi hả? À, cho em một xíu thôi. Hãy hết bài tao coi một xíu. Nhìn một đoạn. Nhảy thêm bài. Ủa nhưng cái màn hình này cong nó bị lẹm mất cái ô ta. À, ai tham gia chương trình này hồi cũng bị cảm thấy mình là cái gì á, không được bằng kiến nữa này đó. Nhìn thấy cái chuyện ta làm thấy dễ sợ thiệt á chứ. Bách nó lạ ghê anh. Nãy, lạ chứ. Nãy em thấy Bách nó đứng nó múa Doctor Strange đó. Giờ này mà nó lạnh là thấy nó lạ rồi. Bây giờ chúng ta giải đề màu xanh dương. Cái chữ A nó sẽ bắt đầu từ số nguyên tố 4, 3, 2, 7. Hả? À, không anh. 5, 3, 9, 9. 5, 3, 9, 9. Giận rồi. Hãy bạn. Kiến thức với màu sắc là hai chuyện khác nhau. Thưa quý vị, đây là ba cái đề mà giám khảo đưa ra. Họ bắt đầu ba cái chữ A ở số nguyên tố 5399. Cái số thứ hai là 4327 và số thứ ba là 8803. Tương ứng màu nữa anh Thành. Tương ứng với lại màu. Màu đầu tiên là màu xanh xanh dương. Xanh dương, màu thứ hai màu hồng, màu thứ ba là màu vàng. À. Tức ghê vậy. Tôi mù màu mấy anh chị. Cho tôi ngắm mây qua, cho tôi ngắm mây xa, rồi trôi bỏ cuộc đời để được đến với mây. Anh Thành mời thí sinh vào để nói em quan sát thời gian là 30 phút. Ý là chị đang muốn thắc mắc là vẽ như để cho tôi ngắm một chuyến mây qua. Đổi bài đi anh. Ông hát sáng giờ đó. Ông hát bài này sáng giờ luôn á. Có và mưa đi. Nhưng bọn này 12 giờ đêm nó cứ tươi hơn đấy nhỉ. Thuộc về tôi. 12 giờ đêm nó cứ tươi hơn đấy nhỉ. Vâng, quen rồi anh. Ngày thứ 3 rồi. Rồi, tiếp tục quan tài. Kệ những con tươi hơn hơn. 2, 1. Chị ngồi bao nhiêu mùa ai làm ấn tượng chị nhất? Năm ngoái thì có Việt Hoàng, Huy Hoàng. Năm nay có nhiều đứa hay lắm. Năm nay đứa nào tập xem đứa nào cũng hay hết á. Cái bạn mà nhìn được cái tờ giấy A4 á là... Hôm nay con đứa nhìn hôm qua... Ồ, sáng nay chứ. Con đứa nhìn... Nhìn... 1 triệu điểm ảnh á. 1 triệu điểm ảnh? Ừ. Nói chung là khó giải thích lắm nhưng nó nhìn vậy đó. Mà nó vẫn nhìn được? Nó vô này, nó vô làm trong rồi. Sao không có siêu trí tuệ về nhạc, về giọng hát á? Mời Beyonce về làm mấy giám khảo. Vô lý. Bố lị dễ sơ. Rồi đã chắc bằng kinh phí làm cái show này luôn á. Gì em nghĩ sao vậy? Sao? Làm gì có kinh phí đó mời. Big City Girl, mời em. Ừ, không nhớ chính xác là mình đã sai ở đâu nữa rồi. Chương trình chỉ cho bạn 7 phút để mà ghi nhớ những cái con số đó thôi. Và bạn phải tự tưởng tượng trong đầu và bạn phải tự giải những cái điều đó. Nhưng thấy là chương trình đã đặt ra cho bạn một cái thử thách quá khó. Với máy tính trên tay, bạn cũng đã khó làm cái điều đó rồi, chứ đừng có nói là tự tưởng tượng. Vấn đề có lẽ nó nằm ở chỗ là khi mà bạn đã tìm ra được số đó là cái số tượng trưng như chữ A, thì phải suy ra được 25 cái số nguyên tố còn lại theo đúng thứ tự, ứng với lại 26 chữ cái. Cái đó mới là cái khó. Áp lực về thời gian là một trong những điều mà Duy Bách cần phải vượt qua. Khi chỉ có 7 phút để tiếp cận với đề bài, hy vọng Duy Bách sẽ đủ tỉnh táo để chinh phục thành công thử thách lần này. Và bây giờ, bạn sẽ đến với 3 từ khóa.
thử tìm ra những cái khái niệm đặc trưng thôi. Thật sự để một người bình thường có thể bao quát được cả thử thách là cả một vấn đề. Ví dụ rõ ràng thôi, một người có khả năng tính toán giỏi nhưng người kiến thức nền không tốt thì sẽ bị ngưng lại ngay ở phần giải mã. Cái thử thách này nó mang đến cho chúng ta ấy, một cái độ khó khá là lớn và lại phải là có cái tính đa nhiệm rất là cao. Cần phải có một cái phương pháp cụ thể nào đấy để cho bạn ấy sàng lọc tất cả các cái số nguyên tố. Thực khóa cuối cùng thực ra lại là thực khóa khó nhất với mình trong toàn bộ thử thách. Tuy là số lượng tính toán phải thực hiện là nhiều nhất vì nó vì chữ A tương ứng của nó có giá trị lớn nhất. Bạn ghi chi chít những cái bài toán rồi bạn tự gạch, rồi bạn điền những cái con số vào rồi bạn tính toán gì trên đó thì nhận thấy rằng là tính bằng máy tính nó đã rất là mệt rồi. Mà còn cái này là bạn phải tự nhẩm trong đầu nữa thì nhận thấy cái thử thách này quá khó. Mình đã gặp một vấn đề, mình đã tính toán khá bất cẩn ở từ khóa cuối và thậm chí tìm sai cả bảng số nguyên tố. Mình không nhớ chính xác là mình đã sai ở đâu nữa rồi. Ở lúc này thì mình chỉ có hai khả năng. Một là thực sự làm lại thật. Hai là cố gắng sửa nó. Bởi vì thực ra khi bảng số nguyên tố bị sai ở một vị trí thì các chữ cái tìm được nó sẽ chỉ bị tịnh tiến đi một vài đơn vị thôi. Quý vị, 36 phút giải bài. Nội gương mặt của bạn là cho tôi biết cái đề này nó khó cỡ nào. Trước và sau khi thi đấu, một biểu cảm. Với em, đề này là khó hay dễ? Cá nhân em thấy thì đây là một đề tương đối khó. Anh cũng nghĩ vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với từng đáp án của bạn để xem đáp án của bạn có trùng khớp với từ khóa mà ba vị giám khảo đã chọn trước đó hay không. Thưa quý vị, đây là ba cái đề mà giám khảo đưa ra. Họ bắt đầu ba cái chữ A ở số nguyên tố 5399 là màu xanh. Cái số thứ hai là 4327 là màu hồng. Và số thứ ba là 8803 là màu vàng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bảng số nguyên tố màu hồng. Và trong đó có rất là nhiều số gây nhiễu. Có nghĩa là những số đó nó không liên quan, nó không phải là số nguyên tố. Đây là những cái mẫu tự liên quan đến cái đáp án của chương trình. Từ những số nguyên tố đúng này, bạn sẽ phải tính để tương đương ra với giá trị alpha B tương ứng với số này theo thứ tự. Và sẽ có đáp án như sau. Và với những cái mẫu tự này thì ráp lại nó ra cái tên gì? Đáp án mà chương trình đưa ra cho bạn là quyền ứng cử của phụ nữ. Dài quá quý vị vậy. Thấy cái cụm từ mình nghe mình nấu dịch thôi. Dài quá nó vậy. Không phải là một cái danh từ riêng như một cái tên của một người nổi tiếng nào, một cuốn sách nào chẳng hạn, mà bây giờ nó đây là một cụm danh từ dài bao nhiêu, 6 chữ. Và hãy xem đáp án ghi được trên bảng là dễ sợ luôn á. Trời, wow. Trời, bắt ơi. Sao mà làm được à? Ủa cái gì vậy?
cái cụm từ này cũng có thể được suy ra hả trời? You amazing. Nhân cứ tưởng rằng là bạn chỉ giỏi toán thôi, nhưng mà tất cả những cái kiến thức xã hội và những cái kiến thức lịch sử cũng không làm khó được bạn. Thì Nhân nghĩ là chương trình không có dễ giàu gì mà xếp bạn là người cuối cùng đâu. Quý vị trở lại cái bảng trước khi cái cụm từ này được xác nhận. Quý vị nhìn vô đi, quý vị làm sao ráp lại cái đống chữ này để ra cái cụm từ hồi nãy. Nội mình nhìn như vậy thôi mình thấy nó cũng nhức đầu rồi. Em tưởng tên nước ngoài á. Quý vị thấy dễ sợ chưa? Vỗ tay. Bây giờ chúng ta giải đề màu xanh dương. Số nguyên tố bắt đầu cái chữ A nó là số 5, 3, 9, 9. Và tất cả những con số mọi bạn phải đối diện trong vòng 2 là những số này đây. Bây giờ chúng tôi bôi đi cái số gây nhiễu thì còn lại là số nguyên tố đúng. Dễ sợ chưa? Trong những số nguyên tố đúng này sẽ tương đương với những mẫu tự alphabet. Và nó là... Mời tóc tiên ráp. Chịu. Mời Trúc Nhân ráp. Có anh chị em ở dưới à, có anh chị em. Ở BVN là bên Việt Nam. Chị à, chị im gì đó. Im ru. Tôi biết ở dưới là anh chị em đó. Vaccine à? Chắc vaccine quá. Wow. Wow. Anh Nam, anh biết chữ gì không? Cũng giống như là tóc tiên có chữ vaccine ở đây. Big. Big City Boy. Oh my. Hiển thị đáp án nào. BCG. Thôi chị Tiên giỏi nha. Giỏi lắm à. Với BCG vaccine thì thực sự số chữ C mà mình đã tìm ra khá là nhiều, cộng thêm một chữ V có lẽ là cũng là đủ để đưa ra một nghi vấn. Nhưng mà cái BCG nữa là cái gì? Big City Girl vaccine. Big City Girl. Mời em Big City Girl. BC. Giỏi quá ơi. Mark ơi. Giỏi quá. Cho anh biết cái BCG vaccine này là vaccine dùng để làm cái gì? Đó là tên của hai người đã đồng sáng chế vaccine này. Và đây được coi là vaccine đầu tiên trên thế giới và dùng để chữa bệnh lao. Đây cũng là một cái loại vaccine mà các nhà khoa học đang dựa trên nó nghiên cứu để phát triển lên các cái loại vaccine chống lại virus SARS-CoV-2. Chắc là sẽ không phải là một sự tình cờ mà là một sự sắp đặt cũng khá là tinh tế với bối cảnh mà đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên thế giới. Có thể đây sẽ là điểm báo một hy vọng nào đó của nhân loại đối với đại dịch hiện tại. Có lẽ là như vậy. Oh my god, tôi nổi da gà. Đề 3. Đề màu vàng. Chữ A sẽ bắt đầu từ số nguyên tố 8803. Và bạn phải đối diện với tất cả những con số là... Sau khi bôi những số gây nhiễu thì những số nguyên tố đúng còn lại là... Tương đương với các mẫu tự. Mời tóc tiên đoán. Fluor. Cái chất fluor đánh răng á đúng không? Fluorine. 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 Đúng rồi, fluorine. Ê, 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 ê. Ê. Đúng không? Mà đúng không nè? Không biết. Không biết, không biết. Hên xui, hên xui. Vậy coi đi. Yes. Yeah. Wow. Tôi cũng còn xài được chứ nhỉ? Ừ, cũng được anh. Big City Girl. Mở em. Không nhớ chính xác là mình đã sai ở đâu nữa rồi. Thử thách chưa hoàn thành. Thưa quý vị, đây là ba từ khóa thôi. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là gì?
tìm điểm chung của ba từ khóa này để đưa ra cái password của chương trình và mở cái iPad của chương trình. Thưa quý vị, đây là giải của bạn. Trời ơi, gọn gàng, tính sao, nói anh nghe đến hiểu chứ coi. Cái này có phải là phiếu giữ xe tháng ở chung cư không? Thôi thì em cũng hy vọng không phải là một thứ như thế. Ừ. Thực ra thì em không tính cụ thể tất cả các số nguyên tố theo cách là kiểm tra từng số và chia từng số một, mà em sẽ thực hiện tính một loạt cả 26 số nguyên tố dựa vào một kỹ thuật cổ có tên là sàng Eratosthenes. Thì đây là một cách để có thể sàng lọc nhanh tất cả các số nguyên tố bằng cách là loại hết tất cả những số mà cùng là ước của một số nguyên tố khác, và lặp lại như thế cho đến một giới hạn nhất định thì cái sàng đó sẽ được coi như sàng xong và những số chưa bị gạch đi, tức là những cái ô trên tờ vé tháng chung cư mà chưa bị gạch đấy sẽ là những số nguyên tố còn lại. Và sau đó nhiệm vụ của em sẽ là xác định xem nó sẽ là A, B, C, D hay là cái chữ cái nào đó tiếp theo. Việc em kẻ bảng như thế này thực ra chỉ là một cách để rút gọn lại quá trình tính toán của mình mà thôi. Và quý vị thấy không, là phải tính rất nhiều phép tính chứ không có một cái công thức riêng nào nhé. Bây giờ mời ban thư ký chuẩn bị password cuối cùng sẽ được mở. Và liệu Bách có thực hiện được thử thách này hay không? Chúng ta nghỉ giải lao vài phút, chúng tôi sẽ quay trở lại.